tôi chưa từng nắng bao giờ. Này mà thằng, đập con rắn phi ra, phi khủng, giận lắm. Đơn thì chơi ngọn nào mềm anh em nhé, tháo ngọn tam hạt đánh ngọn mềm đi. Đây, cái ngọn này ngọn của tiền sáu hạt mềm sườn này, đánh ngọn mềm ra cho nó cảm giác. Bây giờ cá thì toàn cá nhỏ ấy, thành ra là mình phải chơi cảm giác. Có tiếng hiệu cá mút rồi kìa, nằm bằng bằng anh em ở đấy, lướt lướt đấy. Kéo lên. Úi giời, đúng luôn. Ủa, đục phi bự. À, đục phi to. Dạ. Ủa, đục phi to chưa anh em ơi. Đấy. Hóng mãi được con đầu tiên. To quá. Anh em nhìn phê chưa? To dã man luôn. Hai lưỡi một lưỡi đóng vào mình rồi. Nằm yên, nằm yên. Không mãi giờ được con đầu tiên anh em ạ, ngồi. Tiếng hồ đấy, cá nó giờ nó mới có con, nó vào này. Béo giờ trắng, người trắng chưa? Này, thịt con này hơi ngon luôn. Vào rõ chúng tôi. Thả luôn ở cái góc này các bác nhá. Vứt luôn ở góc này nhá, cho nó râm mát. Đấy, lại tí mình đạp cá cũng dễ. Ok. Mùi dẻo này. Chuyển hai địa điểm rồi, đến địa điểm này mới nên hàng.
Đấy anh em cứ làm như em này, câu hai lưỡi một lưỡi tôm này thì sẽ đóng được nhiều loại cá. Loại cá săn mồi nó hay ăn tôm. Mút đấy. Zoom xa xa anh em nhìn cho nó khung cảnh nó được à. Toàn tổng thể. Kéo này. Con này sắp chết này. Sắp chết. Chết luôn. Chết luôn. Rục phi. Úi giời. Ủa, nó hai cây rồi. Cuối vướng hiếu quá. Trời. Úi giời, anh em nhìn chưa? Phê chưa? Cá to chưa? Quá to luôn đấy. Nắm đây, nắm đây, nắm đây. Nắm đây. Úi giời, giời sao mấy anh. Chỗ nước lợ thì nhìn thấy nhìn cá nó trắng. Nhìn chưa? Cá rất là trắng, nó không xanh như ở trên chỗ nước ngọt mình. Đấy. Nước lợ nhìn rất là trắng luôn. Quá 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 tuyệt vời. Chính là cứ giật nhờ mấy loại rô phi này mới là sướng anh em ạ. Chứ đâu mà đóng mấy con chép giỏi chẳng làm gì. Cứ phải rô phi to này mới sướng. Rô phi to này giật mấy phê tay. Đóng chưa? Đóng luôn. Đóng luôn, nhưng mà em rô phi này hơi nhỏ anh em ạ. Hơi nhỏ. Nhỏ nhưng mà ngon. Nhỏ nhưng mà rất là ngon luôn. Trơn quá. Ôi giời. Này cho nằm xuống nữa được, chờ nó dậy dính, dễ dính lưỡi vào tay. Thịt trắng chưa, anh em nhìn chưa, nó không xanh nhá. Đấy, đấy là rô phi ngon này. Đây mới là rô phi ngon của chúng tôi này. Quá tuyệt vời. Sông nước lợ bao giờ câu thì cá nó cũng trắng thịt hơn là trên chỗ sông nước ngọt.
đóng rồi, đóng rồi. À, con này bự, con này bự đấy, bự của nó đấy, thằng to. Trời ơi, hôm nay vớ bỏ cá rô phi rồi. Đấy, rồi. Không có cái khăn nào cửa gỡ ở đây, trò chỗ này cầm nó dính. Đấy, ác lắm. Mà phải tròn dưới bạn. Kẻ có cái khăn mặt cầm cái này chắc ăn. Đừng có dậy. Và hãy vào đây. Hãy vào đây với chúng tôi. Quá tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Tôm hơi to thành ra là phải chia nhỏ. Ủa, phi bự đấy. Ủa, này to chưa? Phi to khỏe. Đẹp nhỉ. Cá to khỏe. Mồm này. Này hấp là quá tuyệt vời. Ủa, cũng lên nổi nhỉ. Này. Sướng, sướng thằng người. Này mình chẳng được cân à. To nhỉ. Ủa. Không, này nửa cân nào. Nào. Mày ăn. Này hấp mẹ, mày nào tuyệt vời rồi. Dã man nhỉ. Đẹp luôn đấy nhỉ. Hấp mới là ngon. Thank you.
ong luôn. Úi giời. Đồ phi bự anh em ơi. Ong luôn. Ủa, phải là quần. Úi giời. Đồ phi bự anh em ơi. Đúng rồi, phải là quần. Quần ác quá. Được chưa? Lên. Mặc ngay cơ. Lên chưa? Mặc ngay cơ. Con gì mơ thì miếc. Wow. Nghe mình cá của em đẹp không? Tùy rồi đói luôn. Anh mới sướng. Cho nằm dưới em nhé. Hai lưỡi chẳng may nó dễ phát là lưỡi vào kia vào tay ấy. Không hình. Trắng như chưa từng được trắng bao giờ, quá là tuyệt vời. Được khờ khờ đấy, quá là đạt. Nay không vớ được hàng khủng, toàn thu phi. Ôi hổ mà được vớ thu phi cũng to to. Toàn thu phi to đây. Dạ. Hấp. Cái này hấp cướp vào. Cái này ok rồi. Đây, thanh niên đang làm cá thu phi hấp để uống bia đây các bác này. Này câu được mấy mớ này. Thịt quá là ngon luôn. Làm cá mà chơi cái loại rau mổ trâu ấy. Rau huyền thoại. Này trời lắng qua cá nó cũng ít ăn. Lại làm con to kìa tí mất. Cùng mãi là con làm con tí mất chết. Cá này không biết là đẹp rồi. Thịt nó trắng nhỉ. Khung cảnh quê, cuộc sống này nó bình yên nhỉ? Bình yên đến lạ thường. Toàn thu phi béo rồi, dày mình nhá. Để tặng toàn các thanh niên hay ăn mà không biết làm cá đây. Đấy, anh em nhìn mổ nó cứ phải ba bét thế này này. Hay ăn thì năn vào bếp. Như này mà mỗi anh em đi khoảng lít rưỡi bia là đạp. À, tuyệt vời. Thôi to dày mình các bác ạ. Gạn gạn cái nước đi. Để anh rửa đi. Gạn nó đi đâu mà chỉ em rửa. Thôi to nhỉ. Giật con này xuống tay. Nó mà nào xuống đây không tìm được. Nó trôi mất đấy giờ. Mà đúng là dưới này trôi mất. Anh em nhìn nhá. Toàn cá dày mình nhá. Ăn này sướng. Có tuyệt vời. Câu được cả cỏ này, đây là dương sỉ. Đây, cá đang sống người nào hôm nay nhảy to mắt xuống xong. Thịt trắng luôn.